Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối ở Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 7 năm 2022. Chương trình Thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách khắp các địa phương trong tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ phát động thực hiện giai đoạn 2 chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Vị khách mời của chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay là ông Nguyễn Văn Úc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Sáng nay, ngày 25 tháng 7, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh đã đến thăm các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành và huyện Tiểu Cần. Đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Kiến Thị Ba ở phường 1 thành phố Trà Vinh, Bí thư tỉnh ủy bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của mẹ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bí thư tỉnh ủy cũng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của mẹ và chúc mẹ sống vui, sống khỏe để là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà cho anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trang Thị Láng ở thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Sơn Cang ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành và thương binh Trần Văn Tấn ở phường 3 thành phố Trà Vinh. Bí thư tỉnh ủy trân trọng tri ân các anh hùng lực lượng vũ trang và thương binh đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương. Bí thư tỉnh ủy khẳng định Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thấm nhuần truyền thống uống nước nhớ nguồn. Trong thời gian qua, tỉnh đã luôn quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhằm thể hiện sự tri ân, biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Bí thư tỉnh ủy Ngô Chí Cường cũng mong rằng các gia đình chính sách có công với cách mạng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước để đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước, của quê hương Trà Vinh thân yêu. Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng và gia đình chính sách. Cùng ngày, ông Lâm Minh Đặng, Phó thư tỉnh ủy Trà Vinh đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Cầu Ngang và huyện Châu Thành. Tại huyện Cầu Ngang, Phó thư tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đặng cùng Phó Bí thư huyện ủy Cầu Ngang Trần Minh Bảnh đã đến thăm cụ ông Nguyễn Văn Mậu, sinh năm 1915, cán bộ Tiền Khởi Nghĩa, ngụ ấp Cái Già Trên, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang. Phó thư tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đặng đã cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến hy sinh xương máu của ông Nguyễn Văn Mậu, cán bộ Tiền Khởi Nghĩa nói riêng và các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công ở huyện Cầu Ngang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó mong muốn các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công ở huyện Cầu Ngang tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Đến thăm gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ba ở ấp Phú Thọ, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, có chồng và con là liệt sĩ, Phó thư tỉnh ủy Lâm Minh Đặng đã chia sẻ với những mất mát hy sinh, cống hiến to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các đối tượng chính sách, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trước đó, ông Lê Văn Hẳn, Phó thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đến thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Trà Cú và Cầu Kè. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách đã đóng góp công sức và sự hy sinh to lớn cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chúc các gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là những tấm gương sáng cho con cháu thế hệ sau học tập noi theo, tích cực tham gia xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp cùng nhân dân huyện Trà Cú và Cầu Kè tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, đặc biệt là những gia đình chính sách khó khăn. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè đã đến viếng thắp hương tại khu tưởng niệm nữ anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Úc tại ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè. Thành kính thắp nén hương tưởng nhớ chị Nguyễn Thị Úc, các thành viên trong đoàn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người nữ anh hùng lực lượng vũ trang bất khuất, kiên trung, sáng mãi trong lịch sử dân tộc, với câu nói bất hủ, còn các Lê quần cũng đánh trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Cầu Kè cần tiếp tục quan tâm, sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng
của nữ anh hùng Nguyễn Thị Úc. Qua đó phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ sau. Hung đúc tinh thần đoàn kết, sống chiến đấu, lao động và học tập, xứng đáng với những người đã hy sinh máu xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Cùng thời điểm này tại huyện Cầu Kè, ông Trần Quốc Tuấn, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh đã đến thăm 10 gia đình chính sách tiêu biểu trong huyện. Tại nơi đến thăm, ông Trần Quốc Tuấn, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tìm hiểu tình hình đời sống của các gia đình. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với những công lao đóng góp và hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Qua đây, ông Trần Quốc Tuấn cũng mong rằng các gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục cho con cháu tiếp nối truyền thống của cha anh, ra sức thi đua lao động sản xuất, tham gia tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030 mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ 11 đã đề ra. Bên cạnh đó, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 có thể tái phát trở lại hiện nay, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh cũng mong rằng các gia đình hãy tiếp tục chung tay cùng với cộng đồng xã hội phòng chống có hiệu quả đối với dịch bệnh COVID-19, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tại huyện Duyên Hải, ông Kim Rương, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Trà Vinh cũng vừa đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thiệt, ấp Đồng Cao, bà Quỳnh Thị Cách và bà Phạm Thị Kim Anh cùng ngụ ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, gia đình ông Lâm Giang Sanh, ấp Tân Khánh, ông Hứa Văn Công, ấp Long Khánh, xã Long Khánh, gia đình ông Nguyễn Văn Lư, ấp Xóm Chùa, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải. Tại các nơi đến thăm, ông Kim Rương, ủy viên thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đáng cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó mong muốn các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, động viên con cháu tích cực học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu mạnh. Tại huyện Tiểu Cần, bà Dương Thị Ngọc Thơ, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà cho 8 gia đình chính sách tiêu biểu là vợ liệt sĩ, thương bệnh binh và người thờ cúng liệt sĩ, hiện sinh sống tại các xã Hùng Quà, Long Thới và Phú Cần, huyện Tiểu Cần. Mỗi đối tượng và gia đình chính sách được hỗ trợ một phần quà 1 triệu đồng. Tại các nơi đến, bà Dương Thị Ngọc Thơ, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần của các đối tượng chính sách. Đồng thời mong rằng các gia đình thường xuyên nhắc nhở, giáo dục, động viên con cháu luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ra sức học tập, lao động sáng tạo và tích cực tham gia xây dựng thành công các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, áp nông thôn mới kiểu mẫu, cũng như tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đặc biệt là tiếp tục giữ vững và phát huy tốt truyền thống cách mạng của gia đình quê hương, xứng đáng là người con của quê hương Tiểu Cần anh hùng. Được biết, đến thời điểm này, huyện Tiểu Cần cũng đã chuyển kịp thời, đầy đủ các chế độ và quà tặng của Trung ương, tỉnh, huyện đến các đối tượng và gia đình chính sách trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, đêm qua 24 tháng 7, tỉnh đoàn Trà Vinh phối hợp với Sở Động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trà Vinh, đến dự có ông Lê Thanh Bình, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tại đây, các đại biểu thành kính đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trà Vinh, nơi nghĩa của những người con ưu tú, những người đã chiến đấu không ngừng cho sự trường tồn và đi lên của dân tộc, đem lại hòa bình cho quê hương đất nước. Trong đêm, hàng ngàn ngọn nến đã được thắp sáng tại các phần mộ các anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Theo Sở Động Thương binh và Xã hội, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc, đã có trên 19.600 người con ưu tú của quê hương Trà Vinh ngã xuống và gần 10.000 người đã để lại một phần cơ thể trên khắp các chiến trường. Thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công, tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị và được nhà nước công nhận 64.500 người có công với cách mạng, trong đó có 19.624 liệt sĩ, 9.711 thương binh và 3.370 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay có 102 mẹ còn sống. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng
và sửa chữa trên 24.000 căn nhà tình nghĩa, đảm bảo mức sống gia đình người có công cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú. Dịp này, ban tổ chức đã tặng 33 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Hôm qua, ngày 24 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ phát động thực hiện giai đoạn 2 chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Trần, khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh, tuy dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội trong năm 2021, nhưng với sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các cấp công đoàn đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và có hơn 2.800 sáng kiến được đăng nhập vào phần mềm trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong giai đoạn 1, vượt 176% chỉ tiêu được giao. Giai đoạn 2 của chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo với quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 được thực hiện từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến ngày 1 tháng 9 năm 2023, chỉ tiêu được giao là 3.700 sáng kiến. Phát biểu tại đây, bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh, kêu gọi toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức lao động và công đoàn các cấp phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện nhiều sáng kiến hữu ích trong công tác cải cách hành chính, y tế, giáo dục, môi trường, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ 10 đề ra. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, các công đoàn cơ sở hãy phát huy kết quả sáng kiến đạt được từ giai đoạn 1 và đề nghị các cấp công đoàn tập trung quyết liệt thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao, cùng nhau chung sức đồng lòng trong việc triển khai thực hiện giai đoạn 2 của chương trình. Vào cuối tháng 12 năm 2022 đạt chỉ tiêu của tỉnh là 3.700 sáng kiến trở lên. Đồng thời là theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi đề nghị sang năm 2023, các cấp công đoàn vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ của công đoàn, vừa tiếp tục phấn đấu triển khai chương trình để góp phần công đoàn cả nước hoàn thành 1 triệu sáng kiến theo kế hoạch của Tổng Liên đoàn. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các công đoàn cơ sở thuộc công đoàn khu kinh tế tỉnh. Cùng với cả nước, từ 0 giờ ngày 24 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, trong tổng số 9.152 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, có 9.043 thí sinh trên địa bàn tỉnh được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt tỷ lệ 98,81%. Theo thống kê, hầu hết các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đều đạt tỷ lệ tốt nghiệp trên 90%. Trong đó có 14 trên 46 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Để xem điểm thi cụ thể, các thí sinh có thể truy cập vào địa chỉ http://tracuu.sgg.travinh.edu.vn. Sau đó, người truy cập nhập số báo danh, nhập mã xác nhận hiện trên màn hình và nhấp vào ô tra cứu để xem kết quả thi của từng thí sinh. Theo quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, chậm nhất ngày 26 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, chậm nhất ngày 28 tháng 7, công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông và chậm nhất ngày 30 tháng 7, các hội đồng thi in và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần đầu tư phát triển SHB tổ chức khai giảng lớp dạy tiếng Đức và văn hóa Đức cho gần 170 học sinh ở các tỉnh phía Nam đăng ký du học tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đến dự lớp khai giảng có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Trong tổng số học sinh đăng ký du học tại Cộng hòa Liên bang Đức tham gia lớp khai giảng có gần 80 học sinh tỉnh Trà Vinh, chiếm gần 50% tổng số học sinh của lớp. Đây là lớp có số học sinh đăng ký du học tại Cộng hòa Liên bang Đức nhiều nhất từ trước đến nay. Và qua số liệu thống kê cho thấy, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước có gần 200 học sinh đăng ký du học tại Cộng hòa Liên bang Đức đã và đang được học tiếng và văn hóa Đức, trong đó có gần 100 học sinh tỉnh Trà Vinh. Ông Dương Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, trong thời gian gần đây, được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh Trà Vinh có nhiều chính sách hỗ trợ, nên có nhiều học sinh sinh viên, người lao động trong tỉnh đăng ký du học, xuất khẩu lao động. Và kết quả từ đầu năm đến nay, Trà Vinh có gần 600 người xuất khẩu lao động và đăng ký du học ở nước ngoài. Theo kế hoạch trong năm nay, Trà Vinh sẽ phấn đấu đạt chỉ tiêu đưa 900 người xuất khẩu lao động và du học ở nước ngoài. Trong đó phấn đấu có trên 100 học sinh đăng ký du học cao đẳng nghề
tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chiều qua ngày 24 tháng 7, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh đã tổ chức trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh Trà Vinh lần thứ 23 năm 2022. Qua hơn 4 tháng phát động, từ tháng 2 đến cuối tháng 7 năm 2022, cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh Trà Vinh lần thứ 23 năm 2022 đã nhận được 244 ảnh của 28 tác giả tham dự. Qua 6 dòng chấm, gồm 3 dòng loại chấm online và 3 dòng chấm ảnh giấy công khai. Ban giám khảo đã thẩm định và chọn 48 ảnh vào dòng triển lãm và 11 tác phẩm tiêu biểu vào dòng trao giải. Kết quả, ban giám khảo đã trao giải nhất cho tác phẩm Bình Minh trên nhiệt điện Duyên Hải, tác giả Nguyễn Đức Thành, hai giải nhì cho tác phẩm Mùa gặt, tác giả Nguyễn Đức Thành và tác phẩm Sắc vàng mùa mới của tác giả Võ Tính Di, ba giải ba cho các tác phẩm Đôi bờ cổ chiên của tác giả Lê An Khang, Trúng mùa lúa tôm của tác giả Võ Tính Di và tác phẩm Du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư của tác giả Nguyễn Văn Châu. Năm giải khuyến khích được trao cho các tác phẩm Ánh mắt chiến sĩ, Cung đàn năng lượng, Vẻ đẹp điện chó về đêm, Hiểm quả hai, Dịch chạy đồng. Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Đồng Đức Thành, nguyên chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, trưởng ban giám khảo cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh Trà Vinh lần thứ 23. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên anh em nhiếp ảnh những năm qua không đi thực tế sáng tác được nhiều. Các anh em nhiếp ảnh cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hiểu rõ tính chất cuộc thi là mang tính phong trào để động viên tạo điều kiện cho anh em nhiếp ảnh tỉnh Trà Vinh có sân chơi. Các tác giả cần làm mới mình, thay đổi cách nhìn, tư duy sáng tạo, tìm tòi những vấn đề mới hay những góc nhìn mới từ đề tài cũ để bắt kịp với hơi thở cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, xoay quanh về công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trong tỉnh. Đây là vấn đề đang được nhiều người quan tâm hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, thì xin ông cũng cho biết về hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Về cái công tác chăm lo đời sống cho đối tượng coi như là chính sách ở tỉnh ta, trong những năm qua thì được coi như là tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh đặc biệt quan tâm và thường xuyên nói chung là chỉ đạo cho các ngành, các cấp thực hiện tốt các cái chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Thì hàng tháng thì nói chung là cũng chi trả đầy đủ coi như là kịp thời các cái chính sách đối với người có công. Cái thứ hai nữa là nói chung là hàng năm thì đều coi như là tổ chức thăm tặng quà trong những dịp lễ Tết cho các cái đối tượng chính sách và hỗ trợ nói chung là tổng cái kinh phí là khoảng coi như là 23 tỷ đồng trên một năm. Rồi tổ chức coi như là đưa đón các đối tượng đi điều dưỡng tập trung ở các tỉnh rồi tham quan ở Hà Nội đó, và điều dưỡng tại gia đình đó. Thì đồng thời là cũng coi như là cấp coi như là 100% coi như là thẻ bảo hiểm y tế cho cái thân nhân liệt sĩ có đủ cái điều kiện và tạo điều kiện thuận lợi cho người có công khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Thì đến nay thì nói chung là về cái vấn đề mà thực hiện coi như là hỗ trợ nhà ở theo cái quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ thì đã được coi như là hỗ trợ coi như là 10.090 căn, trong đó là xây mới là 7.000 coi như là 206 căn và sửa chữa 2.884 căn. Thì qua quá trình mà thực hiện quyết định 22 á, thì các địa phương trong quá trình mà rà soát lại á, thì nói chung là cái số nhà mà khó khăn về nhà ở vẫn còn. Nó do đó thì tỉnh ủy đã chỉ đạo về vấn đề xây dựng cái đề án coi như là tiếp tục hỗ trợ về nhà ở cho người có công. Thì ủy ban tỉnh cũng đã ban hành cái đề án đó, thì trong quá trình thực hiện thì đã coi như là xây dựng và hỗ trợ được 1.720 căn
Trong đó xây mới thì 703 căn và sửa chữa là 1017 căn. Còn cái số còn lại thì hiện nay cũng đang coi như là vận động để xây, tiếp tục xây dựng và sửa chữa trên dứt điểm. Ngoài ra thì thực hiện coi như là nhiều cái chính sách, như là chính sách coi như là trợ cấp một lần cho người có công, và chính sách hỗ trợ ưu đãi coi như là giáo dục, là trợ giúp dụng cụ chỉnh hình. Thì kết quả nêu trên cũng tác động đến coi như là hiệu quả về cái công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Vâng, thưa ông, vậy thì riêng trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay thì tỉnh ta có những cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa gì đối với gia đình chính sách ạ? Thì cái thứ nhất là cái tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu vào ngày 27 tháng 7 tại coi như là trung tâm hội nghị tỉnh, với cái sự tham dự thì khoảng coi như là 320 đại biểu, tức như là lãnh đạo tỉnh huyện và người có công. Ngoài ra thì cũng có chỉ đạo cho các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn, thì nói chung là tình hình thực tế để coi như là tổ chức gặp mặt người có công ở trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân cũng tổ chức coi như là các cái đoàn đi thăm và tặng quà cho một số gia đình chính sách tiêu biểu. Song song đó thì ở các địa phương cũng tổ chức thăm tặng quà với người có công và thân nhân người có công. Trong cái đợt này thì tổng kinh phí là khoảng coi như là 12 tỷ. Cái thứ ba là tổ chức coi như là viếng coi như nghĩa trang liệt sĩ, rồi phối hợp với tỉnh đoàn làm cái lễ dân hương và thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ ở tất cả các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra thì cũng có tổ chức coi như là đưa coi như là 6 cái đối tượng người có công cách mạng tiêu biểu để tham dự và gặp mặt người có công tiêu biểu tại coi như là thủ đô Hà Nội, do coi như là Bộ Lao động Thương binh Xã hội tổ chức. Thì hiện nay thì địa phương trong tỉnh nói chung là cũng đồng loạt coi như là triển khai cái kế hoạch hoạt động 75 năm ngày coi như là thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Vâng, như ông cũng đã cho biết thì có thể thấy là tỉnh ta rất quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về sự phát triển đời sống của các gia đình chính sách hiện nay trong tỉnh? Thì qua cái thời gian thực hiện cái phong trào quỹ đời đáp nghĩa, thì cái kết quả coi như là triển khai thực hiện các cái chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, cùng với sự quan tâm chăm lo của các ngành, các cấp và cái cộng đồng, với sự coi như là nỗ lực vươn lên của bản thân và gia đình người có công, nhưng đã góp phần coi như là nâng cao cái mức sống của gia đình chính sách. Vâng, thưa ông, thì xin ông cũng cho biết là tỉnh ta sẽ có kế hoạch tiếp tục chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách như thế nào trong thời gian tới ạ? Để thực hiện coi như là tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống cho gia đình chính sách trong thời gian tới, cần tập trung một số cái nhiệm vụ như sau. Cái thứ nhất là cái tăng cường về công tác tuyên truyền, coi như là quán triệt thực hiện tốt cái quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đối với người có công với cách mạng, đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao cái năng lực và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội để góp phần thực hiện tốt công tác coi như là chăm lo đời sống cho người có công cách mạng. Thứ hai là đẩy mạnh cái phong trào toàn dân coi như là chăm sóc coi như là gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng, và cái phong trào đền ơn đáp nghĩa cùng với các cái nguồn lực khác để chăm lo tốt hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng. Thứ ba là coi như là phát huy sức mạnh cộng đồng và coi như là bản thân gia đình người có công với cách mạng, động viên nêu cao ý chí coi như là tự lực tự cường, gương mẫu coi như là vươn lên vượt qua những cái khó khăn để phát triển cái kinh tế gia đình, nó tiếp tục coi như là đóng góp công sức trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Thứ tư nữa, tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đối với người có công, vừa tạo điều kiện về việc coi như là tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đối với người có công,
vừa tạo điều kiện về cái việc làm cho con em gia đình, coi như là chính sách nó là góp phần nâng cao cái thu nhập, cải thiện cái đời sống cho gia đình người có công với cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, thì thay mặt coi như là ban giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội xin kính chúc quý mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình coi như là liệt sĩ và người có công với cách mạng luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có nhiều cái đóng góp cho sự nghiệp và phát triển ở địa phương. Vâng, xin cảm ơn ông. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì cũng xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự tối ở đài truyền hình Trà Vinh. Chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong bản tin cuối ngày.